Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong những clip lần trước thì Ngân thường quay cho mọi người về Excenter và Winner rất là nhiều đúng không? Thì trong video ngày hôm nay Ngân sẽ dành một clip riêng này để mình giới thiệu với nhau về dòng Sa Chi nha mọi người. Thì Sa Chi bên Ngân kể cả màu zin và màu 3D thì rất là nhiều màu luôn, nhưng mà bên cửa hàng của Ngân trưng bày thì trưng rất là nhiều màu 3D cho mọi người tham khảo ha. Thì kế bên Ngân đó là một em xanh nước biển nha. Cái màu xanh này hiện tại đang bán với giá là 54 triệu nha mọi người. Bản này là bản nhập khẩu ha, nhập khẩu là 54 triệu, trả trước giúp em là tầm 10 triệu lên được hồ sơ nha. Em này thì lên tem rất là mới luôn á mọi người. Tem này ở phía trước có FI 150 ha, pha màu đen nè, ở sau là có chữ Sa Chi màu vàng. Phụ kiện thì em này lên có ba ga cho mọi người ha, ba ga này là ba ga titan 10 ly cho mọi người ha. Ở phía sau có lên chống đổ trước, chống đổ sau cho mọi người và ba ra các nước luôn. Thì thường những cái em xe nhập khẩu này á, mọi người sẽ không có công tắc đèn, nên cửa hàng của em sẽ hỗ trợ lên công tắc đèn cho mọi người ha, để mình bảo vệ được cái đèn hậu ở phía trước của mình nè. Và em này thì trả trước giùm em là 10 triệu lên được hồ sơ nha. Thủ tục trả góp chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là lên được hồ sơ. Kế bên em màu xanh này là một em màu đỏ ha, đỏ racing. Màu đỏ này á, rất là bán chạy ở cửa hàng gọi là Best Solar luôn á mọi người. Thì em này á, đang bán với giá là 52 triệu nha mọi người. Bản này lên từ cái bản chính hãng nha, chính hãng và tư nhân nó khác nhau là có hai cái xi nhan đèn ở phía trước á, mình nhìn ở ngoài là lên là mình biết liền luôn ha. Còn nếu như mà những cái dòng xe này đã tích hợp xi nhan vô rồi thì mình nhìn xuống khung số máy nha mọi người ơi. Thì em màu đỏ này lên cái mâm màu đỏ ha, ở phía trước là có gắn cái chống đổ trước màu vàng và ở phía sau sẽ lên chống đổ màu đen cho mọi người nha. Em này thì có chỉ có lên ba ra và các nước cho mọi người thôi, những phụ kiện này sẽ được tính riêng ha. Ngoài ra khi mà mọi người muốn trang trí thêm xe hoặc là tích hợp hai xi nhan đèn này á, thì mọi người liên hệ với Ngân sẽ báo giá cho mọi người nha. Và Ngân nhắc lại là em này đang bán với giá là 52 triệu nha mọi người ơi. Trả trước thì Ngân là từ 8 triệu lên được hồ sơ em này ha. Ngoài màu đỏ ra thì bên cửa hàng Ngân có cái màu tím này rất là lạ, rất là mới luôn. Mọi người có thích cái màu này không? Màu Dalassie á mọi người. Màu tím Dalassie này á, khi mà mọi người ra nắng á, thì nó sẽ ánh màu tím lên hoặc là mình ánh cái màu xanh lên rất là đẹp ha. Em này đang bán với giá là 54 triệu nha. Trả trước giúp Ngân là tầm 10 triệu. Những cái dòng xe này khi mà mọi người mua xe 3D, thứ nhất là sẽ được bảo hành màu sơn 1 năm và đã làm giấy đổi màu cho mình rồi ha. Khi mọi người lên mua xe thì đã thủ tục đã chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân lấy xe về và chạy xe hợp lệ ha. Màu này sẽ ra cà quẹt là màu tím, tím xanh đen nha mọi người. Em này trả trước giùm Ngân 10 triệu. Phụ kiện chỉ lên có mà chống đổ trước, chống đổ sau và ba ra thôi ha. Thì cửa hàng của Ngân là nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mọi người ở xa có thể đến ngã tư Sở Sao, ngã ba Phú Hòa hoặc là ngã tư Hòa Lợi. Alo Ngân ra đón cho mọi người nha. Đặc biệt khi mà mọi người đến cửa hàng có liên hệ trước với em qua số điện thoại 0828 504 507 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền xăng xe và rất là nhiều phần quà hấp dẫn nữa nha. Thì video này Ngân chỉ giới thiệu ba cái em xe chia này thôi. Mọi người muốn Ngân lên màu nào nữa thì để lại comment ở dưới video hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Ngân sẽ rải màu cho mọi người tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.